Thịnh Ngao ơi là Thịnh Ngao, bây giờ còn chưa sang nữa, không biết là đi đâu rồi, sắp muộn rồi. Này, mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Đi đâu mà giờ mới sang? Muộn rồi. Này, thì tao canh con Thảo á, nó đi vệ sinh xong rồi tao mới lẻn, tao lấy được hộp mỹ phẩm đây nè, rồi nó phát hiện ra, nó dí tao, nó dí gần tới kia đó, rồi tao mới cắt đuôi được đó. Mệt quá. Này, đồ đây à? Ừ, chuẩn bị xong hết rồi đi. Nhanh đi, thôi, vào tôi trang điểm cho, không lại muộn á. Nhanh. Sao giờ này mình chưa chịu thay đồ nữa? Thì tao có biết mặc gì đâu. Đợi mày sang ấy, để làm stylist cho tao. Thôi vào tôi mất cấp cho, nhanh lên. Này, đánh phân nền cho. Ông tin tưởng tôi á, là đúng rồi đó. Bây giờ tôi sẽ mất cấp cho ông, khiến cho ông trở thành một nam thần vạn người mê luôn đấy. Tôi không cần vạn người mê đâu, tôi chỉ cần chi mê thôi. Ông có biết không, tôi thích chi ấy, tôi hồi mẫu giáo đấy. Đây coi, khuôn mặt hình đáy son, môi trái tim, mặt bé bé xinh xinh, giống ca sĩ đang trường ấy. Bây giờ làm kiểu tóc gì nhỉ? Được rồi, tôi sẽ chẻ hai mái cho ông. Nguyên coi. Mà này, sau khi học xong cấp 2 ấy, Chi được đưa lên thành phố. Nghe nói là công ty bố mẹ cậu ấy mở công ty to lắm, làm ăn phát đạt đấy chứ. Tưởng đâu là lấy được đại gia, ai ngờ lại mai mối cho tôi, chả hiểu sao. Thôi được rồi, ngồi im đi, tôi mất cấp cho. Nhắm mắt lại coi. Mày đưa môi xong tí môi nữa. Đi thì lấy keo đi xịt tóc lên cho. Chẻ hai mái cho giống đang trường nha. Bấm bấm đi, bấm môi đi. Mầm. Rồi, để tôi lấy keo đi xịt cho. Xíu vô thay đồ nha chưa? Ok ok. Đẹp sơ mi rồi lên thì đi với cô gái được. Ok. Rồi, cái chai xịt tóc. Mày môi được chưa? Rồi. Tặng em này. Em làm cái gì thế? Ngồi xuống trước đi. Tôi thấy là hai chúng ta không hợp nhau đâu. Tốt nhất anh về nhà nói chuyện với bố mẹ anh, hủy hôn đi. Này, chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau mà. Anh nghĩ là anh có tư cách để nói chuyện với tôi à? Thứ nhất, xét về ngoại hình, tôi hỏi thật này, anh có bao giờ soi gương không? Ý của cô là chê tôi xấu, không hợp với cô à? Ra là cũng thông minh đấy, nhìn mặt ngu ngu đần đần, thế mà cũng hiểu chuyện đấy. Cô... Nhìn mặt của anh như thế, chả có ai có cảm tình gì rồi. Tiếp theo, thứ hai, về gia cảnh. Tôi ấy là tiểu thư công ty Vivu, còn anh nhìn xem, anh chỉ là thằng nông dân quèn. Nếu như mà anh lấy tôi ấy, anh biết anh sẽ được phong danh hiệu gì không? Danh hiệu gì? Thì là Trạng Vương ấy. Thế là cô nói là ý của cô tôi là chó chưa gầm trạng à? Tôi không nói, cái này là anh tự nói đấy nhá. Tôi đã cố nói giảm nói tránh nó rồi, đây đằng này anh cứ khơi ra. Nhưng mà nói chung ấy, về bản chất vẫn là như thế. Này, cô nói đủ chưa? Cũng gần đủ. Cô nói xong rồi ấy, tới lượt tôi nói. Xin mời. Này, xét về vẻ bề ngoài của cô ấy, cô xinh thật đấy, nhưng mà bên trong cô ấy lại luôn là xấu xí. Tiếp đi. Xét về gia cảnh nhà cô ấy thì là nhà cô giàu thật đấy, nhưng mà đấy chỉ là tài sản của bố mẹ cô thôi. Còn bản thân của cô ấy, khi nào mà làm ra được khối tài sản đấy thì mới có quyền lên mặt với tôi nhá. Tiền của bố mẹ chính là tiền của con cái. Bố mẹ làm ra không để cho con cái tiêu thì để ai tiêu? Đồ ấu trĩ này. Anh mới là đồ ấu trĩ. Tất cả những cái gì anh vừa nói thì đều là những câu nói mà những bố mẹ nghèo nói cho con của họ nghe thôi. Nào thì tiền của mình làm ra mới đáng quý. Nào thì tiền mình làm ra thì cái gì ấy nhở? Nói chung bỏ qua đi, tôi không nhớ nữa. Nhưng mà anh biết tại sao không? Bởi vì họ không có tiền, họ chả có cái gì cho con cái cả. Thế nên là họ mới nói như thế. Còn không ấy, đã nói khác rồi. Đúng rồi đấy. Tôi tới đây xem mắt ấy, là tôi có cảm tình với bé Chi ngày xưa. Thế bây giờ gặp cô ấy, khiến tôi quá thất vọng rồi. Thất vọng? Thế làm gì được nhau? Hồ! Này, mục đích của cô ấy là tới đây hủy hôn chứ gì? Này, hủy thì hủy! Tôi nói cho cô biết nhá, tôi cũng không bao giờ muốn lấy lại người mà kiêu căng như cô đâu. Nhưng mà anh biết điều từ sớm như thế, có phải là đỡ làm mất thời gian của nhau không? Phục vụ, tính tiền! Khoan đã!
Này, tôi muốn nói cho cô biết đấy, một chuyện. Chuyện gì? Vừa rồi ấy, tôi chỉ là thử lòng cô thôi. Còn tôi không nghèo như cô nghĩ đâu. Này, tôi ấy, tôi là đại gia chân đất, giàu nhất cái làng này đấy. Ô, anh nói cái gì cơ? Anh là đại gia chân đất đó. Này, anh nghĩ tôi sẽ nói như thế thật đấy à? Cô cái gì? Anh bị ảo tưởng vừa thôi. Đừng có nghĩ là nhà anh có vài mảnh đất lọt vào khu quy hoạch dự án thế là thành đại gia. Chỉ là đại gia ở dưới quê thôi. Còn với nhà tôi à, là cái mắt mũi hết. Đồ ngông cuồng. Để tôi nói cho anh biết nhá. Ngông cuồng ấy chính là đặc quyền của những người sinh ra từ vạch đích như chúng tôi đấy. Mà thôi, đùa thấy đủ rồi. Tôi nhắc anh này, nhớ cho kỹ câu này vào. Đại tiểu thư đây ấy, dù có ế cũng không bao giờ cưới hay lấy một cái thằng nhà quê như anh đâu. Đúng là đồ cóc quẹ. Đồ đáng ghét. Này, cô ta dám nói bạn với cậu luôn hả? Việc anh ở cái làng này á là giết bao nhiêu cô gái mê hoặc luôn ấy. Mà bây giờ cô ta dám khinh thường cậu. Này, tưởng tay nghề của ông thế nào? Hóa ra làm tôi thành trò đùa. Ừ, thì tôi cũng lần đầu làm make up mà, nên cũng hơi thiếu kinh nghiệm. Tôi xin lỗi ông. Xin lỗi bây giờ ấy, có ích gì nữa chứ? Cô ta ấy, lúc nãy ấy, sử dụng hơi nhiều đấy, còn khinh thường tôi nữa. À, được rồi, lần này á, tôi sẽ giúp ông lấy lại mặt mũi. Lại là cái trò gì đấy? Thôi tôi sợ lắm rồi đấy. Yên tâm đi, tôi thề lần này đó sẽ giúp ông rửa được nỗi nhục này. Cái nỗi nhục của ông á là cái nỗi nhục của khắp cái tai làng này luôn đó. Nghe tôi nói. Ý kiến hay vậy? Được. Ừ, làm này sẽ rửa được nỗi nhục của ông. Đi chuẩn bị đồ. Móc. Tôi điều tra thông tin từ thằng Nam, anh họ của ta rồi. Lát nữa cô ta sẽ có việc phải đi qua đây. Giờ ông cứ đợi ở đây, để tôi về gọi hai ba thằng đệ của tôi ra giả vờ trêu ghẹo. Sau đó ông xông ra thể hiện vài đường quyền cơ bản, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy là xong bước đầu tiên ghi điểm rồi. Fan này ấy, cũng xong đời với tôi rồi chị ạ. Tưởng mình là gái thành phố mà dám khinh trai nhà quê à? Lần này tôi sẽ khiến cô rơi vào lưới tình của tôi. Sau đấy nhá, tôi đá cô. Rồi xem. Này, đi đường kiểu gì đấy? Muốn chết à? Chào cô em. Này, các người định làm gì? Chả là bố mẹ cô em nợ đại ca bọn anh một số tiền lớn mà bây giờ lại không có tiền trả. Đại ca bọn anh bắt cô em về để trừ nợ dần. Bây giờ ấy, một là cô em ngoan ngoãn đi theo bọn anh, hai là để bọn anh xử lý biện pháp mạnh, được chứ? Tôi chả biết đại ca các người là ai cả. Tránh ra đi, đừng có mà làm liều. Nếu không ấy, tôi kêu lên đấy. Kêu lên á? Em thì kêu đi, xem ở đây có ai can thiệp vào chuyện của em hay không. Béo, bắt đầu lên. Thằng Thịnh này kiếm đồ ra được hai thằng giang hồ giống đáo để nhở. Được rồi, bây giờ là tới vai của mình rồi. Này, các người làm gì? Bỏ đây ra. Bỏ đây ra. Dừng tay lại. Này, giữa ban ngày ban mặt dám bắt đàn phụ nữ à? Này, có giỏi ấy, bắt đàn tao đây này. Anh Việt Anh ơi, anh giúp tôi với. Cô yên tâm, mặc dù ấy cô rất là đáng ghét, nhưng mà tôi lại là người cao thượng, nên là tôi sẽ giúp cô. Tưởng ai, tao nhớ ra thằng này rồi. Thằng này là thằng lúc nãy đi xem mắt ở quán cà phê đấy mà. Biết rồi ấy, thì xem bản lĩnh của tao đây này. Áo cho. Nhẹ tay thôi, tôi là bạn của Thịnh. Tôi là Việt Anh đây. Cái gì? Việt Anh là ai? Việt Anh là bố đâu chắc hả? Không không, này, nhẹ tay thôi. Tôi là bạn của thằng Thịnh. Cái con Thảo này, mượn xe anh nó đi chơi rồi không chịu đổ xăng gì hết. Để bây giờ anh nó phải dắt bộ như thế này. Còn điện thoại á thì lại hết pin nữa.
đèn thế chứ. Mày bị đau mắt à? Mày cứ nhây mày. Nhưng mà tôi là bạn của Thịnh mà. Hai người không phải là người của cậu ta à? Chuyện như thế này, chẳng lẽ bắt cóc? Bọn này ban ngày mà nó dám bắt cóc luôn sao? Không được rồi. Mình phải đi cứu Việt Anh. Đi cứu Việt Anh. Này, tôi không làm gì. Tại sao lại bắt tôi? Mày không làm gì, nhưng con này thì có đấy. Bố mẹ nó nợ tiền đại ca tao, bây giờ không có tiền trả. Bọn tao bắt buộc phải bắt nó để uy hiếp trả tiền cho bọn tao. Còn mày ấy, bị bắt là do bị đen thôi. Anh ơi, sắp được đi ăn chưa? Em đói lắm rồi. Mày suốt ngày chỉ ăn rồi. Thôi được rồi, đi. Về còn trông chừng bọn này nữa. Nó mà trốn rồi đấy, đại ca giết mình chết đấy. Thật ra là nhà tôi phá sản rồi. Bố tôi đi vay nợ. Nên là bây giờ đại ca của bọn chúng đến đòi. Mày bắt tôi đây, tôi xin lỗi nhá. Khoan, cô bảo là nhà cô bị phá sản á? Vậy mà cứ lúc ở cà phê cứ tỏ vẻ với tôi là cô là... Tôi xin lỗi, tôi làm như thế cô bị bất đắc dĩ thôi. Cô càng nói tôi càng khó hiểu. Thật ra là bố tôi ấy bắt tôi kết hôn với anh chỉ vì gia sản của anh thôi. Bố tôi muốn lợi dụng anh, mà tôi lại không muốn liên lụy đến anh, cho nên là tôi mới làm anh chán ghét tôi. Tôi xin lỗi. Hóa ra chuyện là như vậy. Vậy là tôi trách nhầm cô rồi. Nhưng mà anh đúng là một người tốt đấy. Tôi đối xử với anh như thế, thế mà lúc nguy hiểm anh vẫn cứu tôi. Thật ra tôi cũng không tốt như cô nghĩ đâu. Tôi cũng giấu cô một chuyện. Chuyện là... Hóa ra mọi chuyện là như thế. Anh bày trò lại trả đũa tôi đúng không? Thế mà tôi cứ tưởng anh tử tế lắm. Vốn là định như thế, nhưng mà không hiểu sao lại thành ra thế này. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Mà không biết cái thằng Thịnh bạn thân của tôi ấy, nó đâu rồi cơ? Nó bày ra cái trò này cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả. Đúng là Thịnh ngáo mà. Thế thì tôi phải cảm ơn bạn của anh rồi. Sao lại cảm ơn bạn tôi? Thì nhờ có bạn của anh mới ở đây với tôi. Tôi cũng đỡ sợ hơn. Cô vẫn lạc quan nhỉ? Bị trói ở đây, không tìm cách mà trốn đi, em vẫn đứng đây mà cười. Ông có trong đó không? Này, giọng ai giống giọng của thằng Thịnh? Này, phải Thịnh không? Ừ, tao đây. Mày sao rồi? Tao vẫn đang còn sống. Ý, tao biết mày sống rồi. Ý tao á, là tình hình trong đó sao rồi? Tao với Chi bị trói rồi, không cởi ra được. Này, mày mau đi đi. Không bọn chúng quay lại ấy, là chết cả lũ đấy. Không được, mày bắn tao, tao phải là cứu sao đi được. Này, mày đợi tao xíu, tao tìm cách tao vô cứu hai đứa mày nha. Lại tìm cách nữa à? Nhưng tao sợ cách của mày lắm rồi. Thôi, giờ này rồi, còn kén cá chọn canh nữa. Anh gì ở ngoài đấy ơi, vào đây cứu chúng tôi với. Được rồi, tôi đang tìm cách tôi vào trong đây. Nhanh lên. Không có ai cả đâu, ra đi. Nhanh không, bọn nó đi ăn rồi. Nhanh lên. Nhanh, cố đi. Không bỏ nó về bây giờ. Đi đây. Cảm ơn hai anh nhá. Nhờ có hai anh thì tôi mới không bị nguy hiểm. Cũng may tên đại ca đấy cũng bị công an bắt đi rồi. Từ bây giờ gia đình tôi không lo bị uy hiếp nữa. Chúc mừng cô nhá. Thế còn chuyện xem mắt của chúng ta thì sao? Sau lần bắt cóc này, bố mẹ tôi rất lo, với cả cũng hối hận nhiều rồi. Thế nên là hai người đấy không bắt tôi làm theo ý mình nữa. Thế nên chuyện xem mắt cũng không ép tôi nữa. Vậy thì chúc mừng cô.
Mà cô định khi nào về thành phố đấy? Tôi nói chuyện với bố mẹ tôi rồi. Tôi xin bố mẹ tôi là ở lại quê một thời gian. Mà này, tôi có chuyện muốn hỏi anh được không? Cô hỏi đi. Tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người. Không biết là tôi có thể làm bạn với các anh được không? Nếu như mà các anh không chê. Chê chứ. Này. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm bạn. Nếu như Chi cần giúp ấy thì nói với bọn tôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tôi cảm ơn. Mày. Thôi, uống nước đi. Chi uống nước đi.